Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Trong chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày 23 tháng 5, Quốc hội đã nghe và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lao động sửa đổi. Đây là dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 13. Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa quyết định từ 15:30 chiều 23 tháng 5, giá bán lẻ xăng A92 giảm 600 đồng một lít, trong khi dầu diesel cũng giảm 400 đồng. Ngân hàng Thế giới dự báo đà phát triển chậm lại của kinh tế Trung Quốc làm giảm tốc độ tăng trưởng của khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu kiểm chế lạm phát dưới 10%. Ngày 23 tháng 5, hơn 50 triệu cử tri Ai Cập bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ khi làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của cựu tổng thống Hosni Mubarak hồi năm 2011. Tại thủ đô Baghdad của Iraq, vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của Tehran đã bắt đầu. Giới phân tích kỳ vọng các bên có thể đạt được một thỏa thuận lịch sử trong lần gặp này. Trong cuộc gặp giữa các quan chức phụ trách vấn đề Triều Tiên của Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 22 tháng 5, hai cường quốc nhất trí hợp tác với các bên liên quan nhằm tái khởi động vòng đàm phán 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ngày 23 tháng 5, các đại biểu dự kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 đã nghe và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Đây là dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 13. Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi cho thấy vẫn còn có những ý kiến khác nhau về tiền lương và mức lương tối thiểu, về hợp đồng lao động, chính sách đối với lao động nữ, giải quyết tranh chấp lao động và một số vấn đề khác. Thảo luận ở hội trường về dự thảo bộ luật có phạm vi điều chỉnh rộng lớn này, các đại biểu tập trung cho ý kiến đối với các nhóm vấn đề, trần thời gian của hợp đồng lao động xác định thời hạn, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ, thời giờ làm thêm và tuổi nghỉ hưu của người lao động. Thì tôi xin đề nghị là tán thành với phương án 1 là hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng lao động, mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng và cái hiệu lực của hợp đồng là trong khoảng thời gian là từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Thảo luận về thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ, các ý kiến đều đồng tình với quy định để lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng, góp phần bảo vệ thế hệ tương lai và chất lượng giống nòi. Phương án 1 thì nghỉ thai sản 6 tháng, phương án 2 thì nghỉ thai sản 5 tháng hoặc 6 tháng đối với một số nhóm đối tượng đặc thù. Cả hai phương án thì tôi thấy rằng đều tiến bộ, phù hợp với xu hướng chung và tạo điều kiện cho bà mẹ có thêm thời gian chăm sóc sức khỏe của trẻ thơ cũng như chăm sóc phục hồi sức khỏe của chính bà mẹ. Nếu bà mẹ mà được nghỉ trước và sau khi sinh 6 tháng thì điều này nó phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo hiểm tiền gửi. Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm tiền gửi nêu rõ 6 nội dung còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo luật, gồm đối tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi, mô hình tổ chức bảo hiểm tiền gửi, mô hình hoạt động và chức năng giám sát của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, loại tiền gửi được bảo hiểm, mức phí bảo hiểm tiền gửi, hạn mức trả tiền bảo hiểm. Về mức phí bảo hiểm tiền gửi, nhiều đại biểu cho rằng quy định một mức trần cho tất cả các mức tiền gửi là không hợp lý. Việc áp dụng một mức phí bảo hiểm tiền gửi chung cho tất cả các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nếu áp dụng lâu dài sẽ như một sự bao cấp cho những ngân hàng yếu kém, không tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng trong hệ thống. 2. Thực trạng chung của một mức phí bảo hiểm tiền gửi trong thời gian qua đã dẫn đến một nghịch lý, các ngân hàng thanh khoản kém luôn tạo ra các chạy đua về huy động lãi suất, đặt người gửi tiền vào rủi ro rất lớn và đặt hệ thống ngân hàng trong trường hợp báo động. Về mô hình tổ chức bảo hiểm tiền gửi, đa số ý kiến nhất trí giữ nguyên mô hình bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ thành lập như hiện nay và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý. Theo nhiều đại biểu, về bản chất, tổ chức bảo hiểm tiền gửi là định chế tài chính, có nhiệm vụ góp phần bảo đảm sự ổn định của thị trường tài chính nói chung và hoạt động của ngân hàng nói riêng. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là một định chế tài chính công phi lợi nhuận. Nó thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ như chúng ta đã xác định dưới sự quản lý nhà nước của ngân hàng nhà nước,
nhưng bắt buộc nó phải là một tổ chức có cái quyền gọi là tự chủ hay độc lập tương đối với cách một pháp nhân. Do đó là không lý do gì tổ chức nó như một cái cơ quan trực thuộc hàng nhà nước được. Và ít ra nó được như hiện nay, tức là do chính phủ thành lập. Tôi đề nghị bổ sung thế này. Khoản 1 ghi rõ, tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính do Thủ tướng Chính phủ thành lập, chấm phẩy, quy định chức năng, phẩy, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động. Cũng trong chiều 23 tháng 5, Quốc hội nghe tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. Vào sáng 23 tháng 5, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội kiến với thị trưởng thành phố Nagoya thuộc tỉnh Aichi của Nhật Bản. Chuyến thăm diễn ra trước thềm hội nghị tương lai châu Á lần thứ 18 ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản trong hai ngày 24 và 25 tháng 5. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định sự có mặt của hơn 30 doanh nghiệp của Nagoya đang làm việc tại Việt Nam và 3,2% người Việt Nam trong tổng số người nước ngoài đang có mặt tại Nagoya là minh chứng sinh động cho mối quan hệ giữa Nagoya và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp. Phó Chủ tịch hy vọng rằng tiến tới năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản năm 2013, thành phố Nagoya sẽ sớm thiết lập quan hệ hợp tác với một thành phố của Việt Nam, góp phần tăng cường cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nagoya là thành phố trực thuộc Trung ương Nhật Bản và đang hợp tác với Việt Nam trong các dự án về kinh tế như công nghiệp chế tạo ô tô, đào tạo lưu học sinh Việt Nam và tham gia các hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa quyết định từ 15:30 chiều 23 tháng 5 giá bán lẻ xăng A92 giảm 600 đồng một lít, trong khi dầu diesel cũng giảm 400 đồng một lít. Theo đó, giá xăng giảm 600 đồng một lít, xăng A92 từ mức 23.300 đồng một lít còn 22.700 đồng một lít, dầu diesel giảm 400 đồng một lít, dầu diesel 0,25S từ 21.550 đồng một lít xuống còn 21.150 đồng một lít. Giá dầu hỏa và mazut giảm đồng loạt là 300 đồng một lít. Với quyết định giảm này, dầu hỏa từ mức 21.400 đồng một lít xuống còn 21.100 đồng một lít. Như vậy, đây là lần thứ tư từ đầu năm đến nay giá xăng dầu bán lẻ được điều chỉnh. Còn kể từ đầu tháng 5 tới nay, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm 2 lần với tổng mức giảm giá của mặt hàng xăng là 1.100 đồng một lít. Mặc dù mức giảm chưa được như kỳ vọng của người tiêu dùng, song hầu hết người dân đón nhận thông tin giảm giá này một cách tích cực. Tôi rất vui khi được biết giá xăng giảm xuống 600 đồng một lít, giúp tôi bớt đi được chi phí giá xăng. Tất nhiên là đối với người tiêu dùng mà xăng mà giảm ấy thì đều là phấn khởi cả thôi. Thực ra thì giá xăng giảm thì cũng là một điều rất tốt với những người tiêu dùng ấy. Thực sự là mình cũng mong muốn là sẽ còn giảm hơn nữa. Liên Bộ Tài chính Công Thương cho biết tiếp tục thống nhất điều hành giá xăng dầu trong nước như điều chỉnh giảm giá bán xăng dầu trong nước kết hợp với khôi phục một phần thuế suất thuế nhập khẩu. Quyết định giữ ổn định mức trích quỹ bình ổn giá với mặt hàng xăng dầu ở nhiệt độ thực tế là 300 đồng một lít như quy định hiện hành. Đà phát triển chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc làm giảm tốc độ tăng trưởng của khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, thì Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 10%. Đây là dự báo của Ngân hàng Thế giới đưa ra trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương được công bố ngày 23 tháng 5. Cụ thể, báo cáo dự đoán tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương năm nay ở mức trung bình 7,6%, giảm so với mức hơn 8% năm 2011. Sau sự bùng nổ năm 2011, các nước xuất khẩu hàng hóa sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn trước hiện tượng suy giảm nhanh hơn dự kiến của Trung Quốc. Hiện tượng này có thể khiến giá cả hàng hóa sụt giảm mạnh. Ngân hàng Thế giới cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang bước vào môi trường kinh tế ổn định hơn. Tuy nhiên, việc thắt chặt đáng kể các chính sách kinh tế vĩ mô cộng với thực trạng biến động của môi trường kinh tế toàn cầu khiến tăng trưởng của Việt Nam có xu hướng giảm. Dự báo năm nay, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt khoảng 5,7% và lạm phát cuối năm sẽ giảm xuống dưới 10%. Thách thức ngắn hạn về mặt chính sách của Việt Nam là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và khôi phục niềm tin cho các nhà đầu tư, đồng thời phải giải quyết các vấn đề về cải cách cơ cấu một cách dài hạn. Ngày 23 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã dẫn đầu đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012 tại Hải Phòng, cụm thi mới trong năm 2012. Đây là cụm thi sẽ đón nhận số thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Ninh và Hải Phòng có nguyện vọng thi vào các trường tại Hà Nội.
Đoàn thanh tra đã tới kiểm tra các cơ sở in sao đề thi tốt nghiệp và in sao đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. Năm nay, Hải Phòng tiếp nhận gần 27.000 hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1 và hơn 10.000 hồ sơ đăng ký dự thi đợt 2, trở thành cụm thi chính. Hải Phòng sẽ phải chuẩn bị tốt nơi ăn trốn ở, cũng như tổ chức in sao đề thi, phòng thi cho hàng chục nghìn thí sinh. Do vậy, tỉnh đã có công văn chỉ đạo sát sao các công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, cung cấp điện nước. Công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp cũng đã hoàn tất. Địa điểm sao in đề thi đã được lựa chọn xong, đảm bảo đúng quy định về in sao đề thi và được lực lượng PA83 kiểm tra. Chúng tôi rút kinh nghiệm từ những sơ suất đã có, để từ đó chúng tôi bàn với nhau và kết hợp tốt nhất giữa các ban ngành và các lực lượng để làm thế nào đó không xảy ra bất kỳ một cái điều gì mà sơ suất trong quá trình làm thi, kể cả từ khâu sao in lẫn khâu truyền tải đề thi đến các hội đồng thi và đặc biệt đối là việc là các cháu tham dự trong các kỳ thi. Ban chỉ đạo đã được thành lập, trong đó có các ban ngành, sự phân công nhiệm vụ rất là cụ thể của Ủy ban Nhân dân thành phố, và qua nghe báo cáo thì các ngành đã bắt đầu đã vào cuộc, đã có triển khai những công việc cụ thể trong ngành của mình. Đặc biệt là ngành giáo dục đào tạo đã có sự chuẩn bị tương đối tốt trong việc tổ chức hoàn thành cái nhiệm vụ năm học, tổ chức ôn tập cho học sinh, cũng như bố trí giáo viên, cán bộ làm nhiệm vụ thi, chuẩn bị cái điều kiện cơ sở vật chất, phân công các cái hội đồng coi thi, chấm thi đã tương đối được chú đáo. Tại các điểm in sao đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và in sao đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiền đã yêu cầu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đặc biệt đảm bảo công tác an ninh. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiền cũng cho biết, năm nay tuy không bắt buộc việc chấm chéo giữa các tỉnh, nhưng trong nội bộ từng Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn tổ chức chấm chéo cho các trường, nghĩa là giáo viên không được chấm bài thi của học sinh mình đối với những bài thi tự luận. Thời gian vừa qua, người dân ở nhiều nơi đã đi săn lùng loại cây sưa và gần đây nhất là vụ chặt trộm 3 cây sưa lớn tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Việc thu mua gỗ sưa trái phép đang ảnh hưởng đến môi trường cũng như gây thiệt hại lớn về kinh tế. Cách đây 2 tháng, kẻ gian đã liều lĩnh chặt trộm cây sưa tại khu vực Vườn Hoa Nam Cao, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bảo vệ vườn hoa cho biết, mặc dù các cây sưa đã được đổ bê tông bao quanh gốc, nhưng kẻ gian vẫn liều lĩnh chặt trộm. Thì sau là tôi là khi nghe thấy thì là trộm cắp đấy, thì của tôi ra thì bắt đầu là thấy cái gì là đuổi bắt thì kẻ trộm ví dụ thế nó chạy cái gì, xong cái đấy cả ô tô để lại hoặc là như thế cầm những người cảnh giới cái gì, xong mà tôi là báo công an phường. Còn tại khu di tích lịch sử văn hóa Ngũ Động Sơn thuộc xã Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, từ khi có thông tin gỗ sưa được thu mua với giá hàng triệu đồng trên mỗi kg, thì Ủy ban Nhân dân xã đã giao cho lực lượng cựu chiến binh lập nên ban quản lý bảo vệ di tích và hàng trăm cây sưa trên núi cấm. Từ ngày chúng tôi được quản lý đến giờ thì cũng có một lần là có vi phạm chặt trộm gỗ sưa, thì chúng tôi cũng đã được nhà chùa thông báo và chúng tôi đã tổ chức quản lý, thì kẻ gian đã bỏ chạy trốn mất, và từ đó đến giờ thì không có vụ nào tái diễn. Cây gỗ sưa thì ở Hà Nam thì chủ yếu bây giờ ở cái núi gọi là núi cấm. Đấy, thì là nó tương đối mọc ở trên cái sườn đá này thì tương đối như là khá nhiều. Thế nhưng mà còn ở những cái địa điểm khác thì chủ yếu là tập trung ở đình chùa. Nên cái công tác bảo vệ mặc dù là rất là khó khăn, chứ nói là không khó khăn thì không phải, nhưng rất khó khăn, nhưng mà được nhân dân, được chính quyền và đặc biệt là cái cộng đồng dân cư ở cái khu vực đấy, người ta ủng hộ, người ta quyết tâm, người ta bảo vệ, thì tôi nghĩ là cũng không có gì khó nếu như mà người dân đã đồng tình ủng hộ bảo vệ cái việc đấy. Theo Nghị định số 32 ra ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định về việc quản lý thực vật rừng và động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thì cây gỗ sưa hay còn có tên gọi khác là huê mộc vàng thuộc nhóm 1A nằm trong danh mục thực vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.